các bạn. Hôm nay mình sẽ đi săn bắt con tôm sa mưa nha các bạn. Trời, nó bò kìa các bạn. Quá trời luôn. Đó, để giờ mình bắt vô lát mình sẽ làm món ăn nha các bạn. Trời, nó giải nha. Kìa, có mấy con tôm này đang bò luôn nè. Các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con này như chết rồi. Nó cạn nãy giờ nó chết rồi các bạn. Kênh này tôm càng xanh nè. Trời ơi nè, dũng nước này nó cạn nè. Nó còn sống, nó còn sống. Đó, nó dạ, đó, đó các bạn thấy nó dãi dãi không? Mình bắt bỏ cho thơm. Rồi, nó dãi nè. Đó, rồi giật mình luôn. À, mình giật mình luôn các bạn. Đó, giờ mình sẽ bắt bỏ cho thơm nữa. Thơm để 1, 2, 3. Ngoài đây nữa nè các bạn. Ở đây có con nữa nè. Đó, nó bò kèm các bạn thấy chưa? Đó. Trời ơi, nó bò nè. Rồi, nè nè. Còn cảnh luôn, đi còn cảnh nó bò cho mấy bạn xem nha. Tôm này là tôm càng xanh không nhớ các bạn. Đó, để mình bắt nó để nó bò đi. Đó, nó nhảy nhảy kìa. Nó mạnh ghê luôn, bắt mấy con trong đây trước. Đây, cái càng nó kẹp mình, cái càng nó kẹp. Cái càng nó kẹp mấy bạn ơi, cái càng nó kẹp vào cọng dây nè. Nha. Bò cái thùng nhớ các bạn. Đó, thùng được 3 con rồi. Ở đây còn mấy con nữa. Ừ. Lát cái mình vô mình hấp á. Hấp nước cam. Đó, giờ mình sẽ bắt bỏ cái thùng luôn. Hai con này. Rồi con này nó ngấm hay giờ mấy bạn ơi. Nãy giờ mưa, nãy giờ nó bò lên á, nó sặc phèn nó bò lên. Ừ. Rồi, nó kẹp nhau nè. Nó kẹp, đó, nó giải nè, trời ơi. Rồi, mình sẽ bắt bỏ nó vô luôn. Bỏ vô hết. Rồi, mình làm vô, mình vệ sinh nó rồi mình chế biến cho mấy bạn. Cái thau dễ rửa nữa rồi. Mình sợ nó kẹp á, còn sống rồi nó kẹp mình. Giờ mình rửa xong mình sẽ vô mình hấp nó. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị đi hấp nha. Mình đợi nó hơi sôi lên nè mấy bạn. Rồi mình sẽ bỏ tôm vô. Đó mình hấp. Này mình hấp chứ không phải mình luộc nha mấy bạn. Hấp. Trời đang mưa nè mấy bạn. Đó mấy bạn thấy trời đang mưa không? Giờ mình chín rồi, giờ mình sẽ gấp bỏ ra dễ nha mấy bạn. Đó, mấy bạn chín rồi thấy chưa? Mình sẽ gấp ra. À, một con càng nó rụng, hai con thì lát mình đợi mẹ mình về cho mẹ mình ăn, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con nha mấy bạn. Đó. Rồi, giờ mình sẽ vô chế biến với tiêu nữa. Rồi mình ăn nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ làm vô nhà. Đó. Trời đang mưa nha mấy bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thức nha. Trước tiên mình sẽ làm tắt vô cái muối tiêu này á, là muối tiêu do mẹ mình tự rang nè. Bây giờ mình sẽ làm tắt vô để mình ăn kèm với tôm. Tôm hấp nha các bạn. Nãy tôm này là mình mới bắt á, mới bắt mà sau cơn mưa á. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đó. Lấy đũa mình chọn muối tiêu ra. Muối tiêu chanh nữa các bạn. Muối tiêu mẹ mình tự rang á, ngon á. Giờ mình sẽ ăn con tôm bự ngày trước. Bỏ càng lại.
Ôi nè mấy bạn, có nhà gạch nè. Ngon lắm nè. Sẽ lật cái lòng với nghêu. Mình ăn cái lòng trước nha. Cái này trước, mình gạch nó trước. Để ăn tốt phần này. Chấm gót miếng muối tiêu vào. Gót mình tôm tâm á, là đã bắt nó đúng á, còn sống luôn là ăn rất là ngon, rất ngọt. Mấy bạn ở miền Tây chắc cũng biết là tôm mà tôm xong của mình là ngon nhất. Khi tôm hầm á, ăn ngon không bằng đâu. Mắc nè, tôm xong của mình ngon. Tôm này ngoài chợ như chắc 200 mấy ngàn một ký á. Mấy con tôm này chắc cũng cả 100 ngàn, ít gì. Ngày mà mình bắt được. Thôi giờ mình chấm tiếp con chiêu. Hấp dẫn không? Nhìn y hệt, nhớ không to ra, y hệt tôm hầm luôn. Ngon nữa à. Mấy bạn hấp á, hấp thì nó không có mùi, nhưng mấy bạn hấp hấp cái dừa thì nó có mùi nước dừa hay hấp cam á, thì cam, nhưng mà cái này nó sẽ giữ được tinh tí và độ ngọt của con tôm. Hấp bằng tôm. Giờ mình sẽ tiếp tới con thứ hai. Mấy bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình cầm hết mấy cái đầu này, cái mình giật cái đầu nó ra. Mấy bạn thấy không? Tức là cũng dở, còn thịt dính là cái đầu tôm. Cái mấy bạn lay lay cái đầu, trời ơi gặt lên mấy bạn. Đã không? Mê ly không? Giờ mấy bạn quết vô. Trời ơi nè. Gạch nè, tiếp, tiếp phần gạch. Đó, quẹt vô. Các bạn thấy hay với đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nha. Nhấn like và để bình luận dưới. Mấy bạn muốn biết cách làm muối tiêu rang này của mẹ mình á, thì mấy bạn để lại comment nha, để mình quay để làm clip lần sau nha. Rồi mình chấm hơi nhiều muối tiêu. Đó, hấp dẫn không? Tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn clip lần sau, cái này đắt mình để cho mẹ mình đó.